sách mà Trung Nguyên mang đến thì trong đó có quyển là Đắc Nhân Tâm. Là quyển đó là một quyển rất là hay cho các bạn sinh viên đại học để xem cách đối nhân xử thế như thế nào. Giúp cho các em là có một cái ý chí giống như là cũng một cái định hướng để khi mà bước con đường mà chân vào đường trường đại học thì để mà phát triển cái bản thân, phát triển cái sự nghiệp của mình rất là nhiều. Rất thích những cuốn sách của tập đoàn Trung Nguyên đem lại. Thực sự là vui và rất cảm thấy chương trình rất tuyệt vời. Trung Nguyên gửi tặng đến thì Tiên có đọc hai quyển sách là Đắc Nhân Tâm và là Không Bao Giờ Là Thất Bại, tất cả chỉ là thử thách. Và đối với Tiên là chỉ mới chỉ hai quyển sách thôi mà Tiên đã học được rất là nhiều điều từ cái cách ứng xử, cách giao tiếp của Tiên, và Tiên nghĩ là Tiên đã rất là trưởng thành hơn nhờ qua những cái quyển sách đó. Thông qua cái chuyện là cổ vũ văn hóa đọc sách, thông qua cái chuyện là hướng các bạn đến những tư duy mà phát triển bản thân, tư duy làm giàu, tư duy kiểu như là không sợ thất bại, thì mình thấy đây là những cái hướng phát triển đúng đắn cho các bạn và thực sự đang rất là cần thiết cho giới trẻ ở Việt Nam.